Đây ăn thử xem nào, mang mình đào xem có ngon không. Thôi, cho anh một miếng nào. Ngon không? Ôi, ngon không? Cảm giác thế nào Viện? Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Đắng, đắng thế. Mang này mang đắng. Này ăn cái này mới ngọt này Viện ơi. Đây gọi là một bài hát, tên là bài hát Linh Tinh Beng do anh ca sĩ Viện cái gì nhỉ, Ly Seo Viện sáng tác và thể hiện. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào, vỗ tay đi nào. Tặng cho anh Viện với cả Chiến Tuấn một quả cam chia nhau nhá. Hoa cải vàng xin mến chào quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng cô bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa cải vàng. Bác thân mến, hôm nay thì Hoa cải vàng theo chân của anh chị Quyền Yển đi ăn mừng 20 ca sáp với các bác. Cháu Trinh cũng thay mặt kênh của hai anh chị Quyền Yển TV xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô bác, quý anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh của Quyền Yển TV. Nào, chào các ông các bà đi. Chúng con chào các ông các bà. Rồi. Chúng con chào các ông các bà. Rồi. Đấy, hôm nay thì có làm một cái cần câu này các bác. Viện đang ngồi câu cá. Đấy này là một con suối đang này các bác. Đang cần con lươn chú ơi. Câu được con nào chưa Viện? Không có con lươn. Chưa có con chú nào? Dạ. Rồi bây giờ đổ chú đi. Hình như là bố nuôi mẹ nuôi đang đào giun đấy. Sau đây thì cháu Trình sẽ đi lấy củi các bác ạ. Những người làm một việc, anh chị về điểm thì phụ trách việc câu cá, anh Trình thì đi lấy củi, có mang theo con gà ấy các bác, lấy củi để nướng gà. Đấy, bây giờ cứ cháu mình đi tìm củi nhá. Đi vào rừng nhá. Đây các bác, bây giờ cháu Trình sẽ đi vào rừng này để tìm củi. Lấy củi. Không đội mũ à? Không. Đi đường nào đây? Con suối này thì khá là nhỏ thôi các bác ạ. Đợt trước chưa làm thủy điện thì to, nước to lắm. Bây giờ làm thủy điện, ngăn thủy điện xong là nước nhỏ rồi đấy các bác. Nhưng đi cẩn thận nhá, ngã đấy. Đi xuống đi. Sợ á? Nhảy đi, nhảy đi, cú cầm tay. Đâu à? Không. Đây. Con thắt cùng nhảy. Rồi. 1, 2, 3. Đấy. Rất là nhẹ nhàng nhỉ? Tuấn thích ăn con cá là thích ăn con gà đây. Dạ, từ từ nhá. Rồi bây giờ chú xuống xong chú bế nha. Chào qua nhỉ. Rồi. Ui rồi. Được chưa? Không qua được cái suối này đâu. Chú phải bế qua mới qua được chứ. Đáng này thì khá là cơm đấy. Vẫn hôm nay có ăn được cơm không? Có. Có à? Ngủ không được á? Sao lại ngủ không được? Giống ốm à? Đâu, củi đâu? Đấy, bây giờ lấy củi nhá, cho Tuấn lấy củi nhá. Tuấn là ở nhà cũng hay đi lấy củi phụ bác lắm cô bác ạ. Đâu? Ây da, cái củi này á? Con đi đợi, đợi nha. Hôm nay thời tiết thì cũng khá là dễ chịu các bác ạ. Không trời không nắng. Đi lấy cây. Đang lấy củi. À, đang chè chè.
chơi ở đấy, đừng đi xuống suối nha. Dưới bên này có khá là nhiều củi các bác ạ. Không biết là ai chặt ở đây ra lấy trộm vài cây. Suối này thì nước khá là trong ấy các bác ạ. Rất là trong. Mùa hè thì hay có nhiều người ra đây tắm suối lắm các bác. Nướng gà ăn rồi là tắm suối ở đây. Rất là nhiều. Nào đi Tuấn, đứng ở đây đợi chú nha. Chú lấy củi sang bên kia xong là chú ra bế qua nha. Nha. Đi được thôi. Nước to lắm. Cầm cái cây, cầm cái cây. Đi được không? Đây này, chú bế này. Ui, ra kìa. Thanh lên, thanh lên. Thanh lên. Thôi rồi, đứng ở đấy đợi chú nha. Đó là ra đây, chú bế luôn này. Bế qua luôn này. Đấy rồi. Thôi, 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 thôi. Nào, 1, 2, 3. Tận nha, tận nha. Đấy, đấy, nhảy ra bên đấy. Ủa rồi. Vừa một tay là cầm củi, một tay là phải bế. Biết thế nó không cho theo rồi nhỉ. Đi, nó lên đó. Nó theo xong phải bế. Leo trèo rất là giỏi các bác ạ. Ui, cẩn thận nhá. Ui, sao? Không sợ. Wow. Đây, hôm nay bắt cá với bác không? Có. Có à? Nhỏ còn gì? Đầy. Có nhiều không? Có. Nhưng mà mình đầu người ta nghĩ còn nhiều. Suối này thì con suối này cũng gần nhà của hai bé Tuấn ở viện đấy các bạn. Nhưng mà ở nhà một mình có đủ Tuấn xuống đây chơi nhá. Không. Thấy chưa? Ai thà. Thế là Viện tìm được một cây măng rồi các bác ạ. Đúng
cho ăn thịt gà không? Có. Ở đây đi. Đây, ngồi với chú đi. Được con cá ơi. Đây các bác ạ, thành quả của ngày hôm nay cũng gần xong rồi các bác. Giờ đợi nó chín nữa là xong rồi. Hôm nay thì có con gà này. Với lại nãy không biết là ai câu được con cá này các bác. Như là Viện câu được hay sao ấy các bác ạ. Cá rất là to. Năng là con này thôi là đủ rồi. Câu nhiều thì tí sợ ăn không hết các bác ạ. Đây ăn thử xem nào, mang mình đào xem có ngon không. Cho anh một miếng nào. Ngon không? Ôi, ngon không? Cảm giác thế nào Viện? Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Đắng, đắng thế. Băng này băng đắng. Này ăn cái này mới ngọt này Viện ơi. Cái này mới ngọt này. Ăn xem. Ngọt lắm. Vẫn ăn thế nào? Vẫn ăn được đắng không? Ăn đi, cái đấy không đáng đâu. Đúng không? Ngọt mà. Cái này là ngọt mà. Không đáng đâu. Đấy, đào được hai cây măng nhưng mà cháy hết rồi các bác ạ. Còn một ít thế này thôi. Măng này đắng lắm. Ngọt này. Ngọt của nó thì ngọt. Này, măng ăn tới lo mai ở đây. Tuyệt vời. Ăn chúng mà chứ ta. Thì điên lâu thì bỏ tối rồi chị. Đấy. Giờ là mời các bác thưởng thức măng cùng cháu Trinh nhé. Đắng ngon. Ai mà ăn được đắng thì mới ngon các bác. Con ngoan à? Thế rồi. Sau một thời gian ngồi đợi thì gần chín rồi các bác ạ. Lấy cái đá này xuống đây phát. Thì nó vàng 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 hết rồi. Còn này à? Đấy, bây giờ là hạ xuống thấp một tí. Được rồi. Ngon không Viện? Nhìn ngon không? Ngon. Thơm không? Thơm không? Ừ. Cá này nấy ai bắt được ấy nhỉ?
Không biết. Không biết à? Dạ. Không phải con à? Tuấn bắt được à? Dạ. Tuấn bắt được con này à? Có được ăn thôi, Tuấn chỉ biết ăn thôi. Ai bắt được con này là mai mai chú lại dẫn đi suối nhá. Con à? Được đấy nhỉ. Mai này dẫn đi bắt cá cho chú ăn nhá. Nhá. Ok. Ok. Nào, Tuấn với Viện hát một bài nào. Đi bố mới cho ăn. Anh Viện hát trước nào. Đến nước để đây con, đến nước để đây ạ. Hát bài hát đi. Thích thuộc bài nào thì hát bài đấy thôi. Nào. Em yêu trường em xem nào, thuộc chưa? Em yêu trường em. 2 3. Em yêu trường em. Tiếp đi. Nào, Chiến hát nào, thế anh Viện không biết hát để Chiến hát nào. Đâu, Chiến hát xem nào. 1 2 3. Thế bây giờ ai biết hát thì bố sẽ tặng nhau một lon nước và một quả cam. Hát thử con. Tuấn đấy, bây giờ ai biết hát là sẽ được uống nước nhá. Để cho Tuấn hát thử xem. Không biết hát đâu. Ôi thế loại đứng sang một bên. Loại đứng sang bên này. Đấy. Bây giờ đến Chiến nào. Chiến có biết hát không nhỉ? Thế để anh Viện, đến anh Viện nào. Trong sai. Cô giáo em dạy em hát rất hay, thầy cô lớp rất thương. Hồi trống hơi vào thay, hồi ấy ho vào mặt trời, hồ đã hay hương ho. Vỗ tay, Tuấn vỗ tay nào. Tuấn hát đi. Đấy là Tuấn nào. Tuấn hát, hát một bài xem nào. Hát bừa tỏ đi. Tỏ tê đi. Ê, Tuấn ngại thôi. Nào, lấy là một quả cam về thưởng anh Viện nào. Em Viện ơi. Đâu, để bố khắc thưởng. Thưởng cho anh Viện nhá. Đấy, đứng ở đây đi, đứng ở đây nhận quà đi. Đứng ở đây nhận quà nhá. Đứng ở đây nhận quà, nhanh lên. Tuấn với Chiến là đứng sang bên này đi, bị loại rồi. Không biết hát là không được ăn đâu. Mình không được ăn chứ. Nào, quay ra đây nào. Đây sẽ là một phần thưởng dành cho bé Viện nhá. Đấy, hát bài hát này có tên là gì, có biết không? Tiên là Viện. Bố còn chưa nghe bài này bao giờ ấy. Cái này bài hát gọi là hát Linh Tinh Beng đúng không? Tên là bài Linh Tinh Beng đúng không? Hát lại xem nào. À bây giờ thưởng nào, thưởng nào. Thưởng một lần nữa. Một lần nữa thêm một quả nữa. Ôi, ăn một quả này. Không, thế thì phải hát rồi. Chiến vỗ tay nữa. Cho anh Viện hát nhá. Rồi, vỗ tay cho anh Viện hát nào. Nào, Tuấn nữa. Tuấn vào đây vỗ tay cho anh Viện hát nào. Nào, 1, 2, 3. Từ từ. Đợi Chiến với Tuấn bắt đầu vỗ tay để anh Viện bắt đầu hát nha. Nào, Tuấn với Chiến là không biết hát là vỗ tay nhá. Nào, vỗ tay nào, đi. 1, 2, 3, vỗ tay. Chiến vỗ tay. Vỗ tay. Trông vào tranh vỗ tay to nào. Ôi vào chào khai vườn trông nghe. Hơi hó hàng trói vàng. Trôn trên cây xanh xanh xanh. Hồ là sáng trôi vào. Hơi một trăm tay hiểu không. Một tròn bên sáng trời. Mười hàng hối hai sáng. Đôi sáng xa xa xanh. Đấy, bài hát này là chưa biết là tên gì đâu các bác ạ. Hồ chân nến vàng trai hồ đây gọi là một bài hát tên là bài hát Linh Tinh Beng do anh ca sĩ Viện cái gì nhỉ, Ly Seo Viện sáng tác và thể hiện. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Vỗ tay đi nào. Rồi, tặng cho anh Viện với cả Chiến Tuấn một quả cam chia nhau nhá. Không biết bài hát tên là gì luôn nhưng mà hát rất là hoành tráng. Kiểu là lúc hát thì rất là say sưa nữa đúng không? Đấy, bây giờ là tiến hành chặt thịt gà các bác ạ. Cái món này nếu mà làm biết làm sạch là món này là món ngon nhất này. Lòng gà, nào, lấy vào đây chặt nào. Ai thích ăn đầu nhỉ? Anh Tuấn là ai? À? Anh Tuấn hay anh Viễn? Ướt hết áo rồi. Cánh rồi nhỉ. Con để còng cánh cho hai đứa đi. Còng đấy để đi. Còng này nó ăn hết được đâu. To quá. Còn cứ để cánh, lại cánh. Để lại cho Chiến. Tuấn ăn còng không?
bằng bên. Con này to lắm, xé mất đi. Nó ngon hết. Nói dài thế mà vẫn chưa nói xong nhỉ. Con đây gì? Dạ là. Ôi em xé miếng bé bé thôi. Cái to thế. Mời các bạn ăn cơm à. Cô giáo dạy bảo. Là cô giáo dạy làm để các bạn ăn cơm. Đi lớp cô giáo dạy chiến như thế đúng không? Cô giáo dạy em mời ăn cơm như nào? Chúng cháu mời các cô ăn cơm, mình mời các bạn ăn cơm. Cháu á? Đứa à? Các em. Em ra một cái gì đây? Gọi bác của bé Viện về đi. Lấy quả cam ở đây cắt thôi. Ui, cam thì lấy tay bóc thôi. Dao đấy chặt thịt rồi còn cắt cam như thế nào. Bố, cái chùa chèn mà. Ngồi đi. Tuấn ơi, Tuấn đói chưa? Dạ. Đói chưa? Đói chưa? Con đói. Đói rồi à? Viện đói chưa? Con cũng đói rồi ạ. À. Đói à? Bây giờ chuẩn bị ăn nhá. Dạ. Đấy, xong hết rồi các bác ạ. Giờ là chuẩn bị ăn thôi, nước chiến nước thôi. Sau đây thì xin mời tất cả quý cô bác, quý anh chị cùng liên hoan cùng với lại chúng cháu. Con chín mè. Ngon không Viện? Ngon. Đấy, Viện là thích ăn đầu gà. Còn Tuấn là thích ăn đùi gà đúng không? Dạ. Đấy. Nghĩ cái gì đây? À, thưa quý cô bác anh chị là vừa rồi thì đã liên hoan xong rồi cô bác ạ. Nội dung của video hôm nay thì cũng là đến chung vui cùng với anh chị Quyền Điểm TV. Ăn mừng 20 ca sắp cô bác ạ. Rất mong quý cô bác sẽ ủng hộ hai anh em của Quyền Điểm TV cũng như là Hoa Cải Vàng. Còn nội dung của video đến đây thì cũng khá là dài rồi. Cho cháu Trình xin phép được kết thúc nội dung của video tại đây. Xin mến chào quý cô bác, quý anh chị. Nào Viện ra đây chào các ông các bà nào. Nào Tuấn. Nào chào các ông các bà đi. Ăn no chưa? Ăn no chưa? Con chào các ông các bà. Rồi, ăn no chưa? No rồi. Đấy, Viện nào. Con chào các ông các bà. Rồi. Đây cô bác ạ, có mấy cô bác qua đường ấy cô bác. Thì cũng ra ngồi với lại hai anh em của cháu Trình với lại cháu Quyền. Ra ngồi ăn uống, đang nói chuyện các bác ạ, đang trò chuyện rất là vui.